Barca sẽ có cơ hội cải thiện thành tích khi làm khách của Cadiz bị đánh giá yếu hơn hẳn tại La Liga. Nhận định Cadiz với Barca, vòng 6 La Liga, Barcelona đã khởi đầu La Liga mùa 2021-22 bằng chiến thắng 4-2 trước Real Sociedad. Cú đúp của Mahrez, Redwood và hai bàn chia đều cho Gerard Piqué và Sergio Roberto đã giúp Lograna ra quân suôn sẻ. Tuy nhiên, cách mà Barca để Sociedad rút ngắn tỷ số xuống 3-2 sau khi dẫn 3-0 để lại vết gợn, thầy trò Ronald Koeman đã trải qua giai đoạn cuối trận trong hồi hộp và chỉ nắm chắc điểm tối đa khi Roberto ấn định tỷ số 4-2 trong thời gian bù giờ. Ở trận tiếp theo, Barca bị Athletic Bilbao cầm hòa 1-1, khởi đầu cho chuỗi trận không chút ấn tượng. Việc đội bóng xứ Catalonia chỉ thắng sát nút Getafe 2-1 trên sân nhà sau đó không khiến người hâm mộ yên tâm. Cần biết rằng Getafe đã toàn thua cả 6 vòng đầu tiên của La Liga. Trên đà xuống dốc, Barca thua đậm Bayern Munich 0-3 tại trận đầu tiên vòng bảng Champions League ngay tại Camp Nou. Cách đây ít ngày, Blaugrana chật vật mới có một điểm trước Granada tại La Liga cũng trên sân nhà. Ngay phút thứ 2, lưới của Barca đã rung lên sau cú đánh đầu của Domingos Duarte, người được các hậu vệ đối phương trao cho cơ hội dứt điểm đầy trống trải. Mãi tới tận phút 90, gã khổng lồ Tây Ban Nha mới vớt vát được trận hòa 1-1 trước Granada. Sau quả tạt của Gavi, hậu vệ Ronald Araujo lao vào đánh đầu tung lưới Granada. Trong suốt cả hiệp 2, bài tạt cánh đánh đầu đã trở thành trọng tâm tấn công của Barca thay vì những pha phối hợp đậm nhả bài bản được coi là bản sắc của đội bóng. Điều này được cho là đi ngược lại mong muốn của lãnh đạo và đông đảo người hâm mộ Barca. Do đó, trận hòa 1-1 trước Granada không giúp chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Koeman bớt lung lay hơn. Lãnh đạo Barca được cho là bắt đầu tìm kiếm người mới đảm nhận cương vị này. Chưa tính Champions League thua thảm ngày xuất quân, việc Barca chỉ có vị trí thứ 8 tại La Liga với 8 điểm sau 4 trận, ghi được có 5 bàn không hề là thành tích thuyết phục. Để tránh bị những đội dẫn đầu như Atletico Madrid hay Real Madrid bỏ quá xa, Blaugrana cần trở lại ngay với chiến thắng. Thử thách tiếp theo của Barca sẽ là chuyến làm khách của Cadiz đầy khó chịu. Lên chơi ở La Liga mùa trước, đội bóng xứ Andalusia đã trở thành hiện tượng khi cán đích ở vị trí thứ 12, hơn nhóm xuống hạng 10 điểm. Sang mùa mới, Cadiz vẫn chỉ được xem thuộc nhóm tranh đua trụ hạng. Dù vậy, vị trí thứ 13 mà thầy trò Alvaro Daia hiện có là rất tích cực. 4 trận đầu, Cadiz hòa 2 trước Levante, Real Betis và thua Osasuna, Real Sociedad. Cuối tuần qua, Cadiz đánh bại Celta Vigo 2-1 ngay trên sân khách để có chiến thắng đầu tiên trong mùa.